Vì sao diễn viên Nam Thư tố cáo quán cơm? Quán cơm ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bị diễn viên Nam Thư tố cáo vì cung cấp đoạn video cô đến quán ăn cơm cùng gia đình bạn. Diễn viên Nam Thư. Ngày 9 tháng 8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận nội dung tố cáo của diễn viên Nam Thư, Trần Thị Nam Thư, 37 tuổi, ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến quán cơm HL sử dụng trái phép hình ảnh của diễn viên. Theo nguồn tin, nội dung đơn tố cáo mà diễn viên Nam Thư gửi đến Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng cho rằng ngày 3 tháng 7, cô cùng bạn là ông TLL cùng con của ông đến quán cơm HL ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để ăn cơm, sau đó rời đi. Sau đó ngày 5 tháng 7, có một tài khoản Facebook đã đăng tải video được trích xuất từ camera của quán. Có ghi nhận lại hình ảnh khi nữ diễn viên này tới quán cơm ăn vào ngày 3 tháng 7. Diễn viên Nam Thư cho rằng việc chị đến quán cơm này dùng bữa đó là quyền riêng tư cá nhân và quán không có quyền được cung cấp bất cứ thông tin hay hình ảnh gì liên quan đến chị cho một người khác. Nữ diễn viên cũng cho rằng quán cơm HL chưa biết những mối quan hệ xung quanh chị như thế nào, nhưng đã tùy tiện chia sẻ camera có mang thông tin của chị cho một người khác và họ đã sử dụng vào mục đích không đúng với quy định của pháp luật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của chị. Đơn tố cáo của diễn viên Nam Thư đã được chuyển đến Công an huyện Đức Trọng để làm rõ. Diễn viên Nam Thư đề nghị cơ quan có thẩm quyền căn cứ quy định tại khoản 2, điều 81 Nghị định 98/2020 liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để làm rõ các hành vi lưu trữ thông tin và cung cấp cho bên thứ ba thông tin của các khách hàng khi chưa được khách hàng đồng ý, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của khách hàng một cách nghiêm trọng. Chủ quán cơm HL trong tố cáo của diễn viên Nam Thư từ chối đưa ra phản hồi. Mức phạt tối đa 40 triệu đồng. Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai, cho rằng việc diễn viên Nam Thư tố cáo quán cơm HL là căn cứ theo điều 46 Nghị định 98/2020. Cụ thể điều 46 quy định, nếu quán ăn sử dụng thông tin cá nhân không đúng mục đích hoặc chuyển giao cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người tiêu dùng, thì có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm hoặc 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. Nếu thông tin này thuộc về bí mật cá nhân, mức phạt sẽ tăng gấp đôi.